Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Bảy, ngày 13 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 13 tháng 5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại lễ phát động. Dự tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Với thông điệp triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan triển khai đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Thời gian triển khai thực hiện một năm, từ nay đến ngày 7 tháng 5 năm 2024, sẽ hỗ trợ làm mới 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh khu vực Tây Bắc. Trong đó riêng tỉnh Điện Biên 5.000 căn, mức hỗ trợ 50 triệu đồng trên một căn nhà. Tổng kinh phí vận động hỗ trợ dự kiến khoảng 350 đến 400 tỷ đồng. Ngoài mức hỗ trợ này, chính quyền địa phương huy động các đơn vị trên địa bàn cùng tham gia hỗ trợ kinh phí, nguyên vật liệu, ngày công để nâng cao giá trị căn nhà cho các gia đình. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã kêu gọi ủng hộ, chung tay hỗ trợ đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh lễ phát động là việc làm đẹp, thể hiện tinh thần nhân văn, nhân ái, giúp đỡ, tiếp sức thiết thực, vừa là trách nhiệm, vừa là sự tri ân chân thành đối với đồng bào các dân tộc trên vùng đất mà trước kia bà con hy sinh, cống hiến, đóng góp sức người, sức của, không tiếc máu xương cho Tổ quốc. Chủ tịch nước kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cá nhân, tập thể, cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa, cùng đồng lòng chung sức ủng hộ góp công, góp của để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành chương trình này. Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Điện Biên, các tỉnh vùng Tây Bắc cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo quản lý triển khai có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, thực hiện đồng bộ các giải pháp, làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân sinh kế không chỉ để thoát nghèo mà còn tiến tới có cuộc sống đủ đầy, chất lượng hơn. Tại lễ phát động, các cơ quan tổ chức doanh nghiệp địa phương, nhà hảo tâm đã đăng ký ủng hộ trên 250 tỷ đồng. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao kinh phí làm nhà đợt 1 cho đại diện tỉnh Điện Biên là 200 tỷ đồng, tương đương 4.000 căn nhà. Tại Cao Bằng, các đại biểu đã ủng hộ và trích quỹ vì người nghèo hỗ trợ tỉnh Điện Biên 100 triệu đồng. Ngày 13 tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh ra quân đồng loạt từ cấp tỉnh đến cấp huyện, hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình. Lễ ra quân được tổ chức nhằm thông tin về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân. Tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia, những rủi ro khi không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nhấn mạnh về việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Hiện nay, Đảng và Nhà nước đang điều chỉnh sửa đổi luật bảo hiểm xã hội theo hướng có lợi cho người tham gia, như rút ngắn thời gian tham gia đủ điều kiện hưởng lương hưu xuống còn 15 năm. Theo Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, tính đến hết tháng 4 năm 2023, toàn tỉnh đã có 16.184 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 78,4% chỉ tiêu kế hoạch giao, 25.618 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tại lễ ra quân, các nhóm cán bộ bảo hiểm xã hội và bưu điện đến từng hộ dân, các đối tượng là người lao động tự do, người nông dân trên địa bàn các xã phường thị trấn,
để tư vấn tuyên truyền về quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình. Trong đợt ra quân này, hai đơn vị phấn đấu phát triển từ 1.000 đối tượng trở lên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình giáo dục phổ thông mới, tiếng Anh và tin học là các môn bắt buộc áp dụng từ lớp 3. Tổ chức dạy học từ năm học 2022-2023. Tuy nhiên, nhiều địa phương đang rơi vào tình trạng thiếu giáo viên. Để khắc phục tình trạng này, nhiều giáo viên đã tình nguyện đến huyện Bảo Lâm dạy học, tạo cơ hội cho các em học sinh tiếp. Đây là tiết học tiếng Anh của 57 em học sinh lớp 3 tại trường tiểu học Mông Ân. Các em học sinh chủ yếu là đồng bào Mông, được ghép từ hai điểm trường lẻ, Phèo Phi và Lũng Vải về điểm trường chính. Mặc dù mới được tiếp xúc với tiếng Anh hơn 2 tuần, nhưng các em có thể giao tiếp những câu tiếng Anh thông thường, điều mà cách đây vài tháng vẫn còn xa lạ với các em. Khi con học tiếng Anh, con học về màu sắc khác nhau, về những số và về phòng, về tuổi. Khi con học tiếng Anh, con cảm thấy rất là vui vẻ và con cảm thấy môn tiếng Anh rất là thú vị. Con muốn học tiếng Anh nhiều hơn nữa. Tham gia tình nguyện đợt này, cô giáo Lưu Thị Xuân Thảo, trường tiểu học Hợp Giang, thành phố, hỗ trợ giảng dạy môn tiếng Anh tại trường tiểu học Mông Ân. Đây cũng là lần đầu tiên cô Thảo đến Bảo Lâm sau gần 18 năm công tác trong ngành giáo dục. Đến với một ngôi trường mới, đồng nghiệp và các em học sinh ở vùng cao còn nhiều khó khăn. Cô Thảo không khỏi lo lắng, hồi hộp, song được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo thành phố và gia đình nên cô cảm thấy yên tâm và cố gắng khắc phục mọi khó khăn, phát huy kinh nghiệm chuyên môn để giảng dạy cho học sinh vùng cao. Qua một thời gian dạy học tăng cường ở đây thì chúng tôi nhận thấy là hầu hết các em ở đây hoàn cảnh rất là khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất rất là nhiều. Tuy nhiên là ở đây các em thực hành cũng rất là tốt, tương tác với giáo viên cũng rất là nhiệt tình và tự tin, mạnh dạn. Bên cạnh đó thì là chúng tôi cũng nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của về bên chuyên môn nhà trường này, các đồng chí giáo viên chủ nhiệm ấy thì cũng giúp đỡ tạo điều kiện và luôn lên quản học sinh trong những giờ mà chúng tôi giáo viên bộ môn chúng tôi lên lớp. Và ban giám hiệu nhà trường ấy thì cũng tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho chúng tôi về nơi ăn, nơi ở. Vì vậy mà chúng tôi cũng cảm thấy rất là yên tâm công tác và cố gắng tốt nhất hoàn thành cái nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhất của mình và đem lại kết quả học tập tốt nhất cho học sinh. Cô giáo Lãnh Lan Hương, giáo viên tin học trường tiểu học Vĩnh Quang, thành phố, được biệt phái đến hỗ trợ huyện từ ngày 15 tháng 4. Luân phiên dạy 3 lớp thực hành cho tất cả học sinh khối 3 của 10 điểm trường thuộc trường tiểu học Mông Ân. Lịch giảng dạy do nhà trường bố trí. Đối với môn tin học, học sinh ở các điểm trường sẽ được học lý thuyết trước với thầy cô giáo chủ nhiệm, sau đó tập trung về trường chính để học thực hành. Học không song hành, thời gian học lý thuyết và thực hành xa nhau nên những ngày đầu giảng dạy rất khó khăn. Vì thế, ngoài giờ lên lớp, cô Hương dành toàn bộ thời gian để tìm phương pháp dạy học phù hợp nhất cho học sinh. Học sinh thành phố thì các bạn đã được tiếp xúc với máy tính ở gia đình quen rồi. Với lại đến lớp thì các bạn cũng sẽ thực hành nhanh hơn. Đến khi chúng tôi vào đây dạy thì quả thật cũng rất khó khăn, nên là chúng tôi cũng tùy theo điều kiện với hoàn cảnh, chúng tôi cũng linh động dạy và thay đổi những giáo án của mình sao cho phù hợp với lại điều kiện cơ sở vật chất và phù hợp với học sinh của nhà trường mình, để các bạn sau đợt học này thì các bạn sẽ nắm được những thao tác cơ bản nhất, ta sử dụng được máy tính về mức độ cơ bản. Hiện nay, huyện Bảo Lâm có 44 trường và một trung tâm với tổng số 862 lớp sau khi đã tiến hành sáp nhập các điểm trường lớp lẻ. Tuy nhiên, hầu hết các trường học chưa có đủ phòng học ngoại ngữ, phòng tin học, chưa đáp ứng được nhu cầu dạy đối với hai môn này. Các trường tiểu học trên địa bàn huyện đều thiếu giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh. Toàn huyện có duy nhất một giáo viên tin học thuộc biên chế của trường tiểu học thị trấn Bắc Miều. Trước tình trạng cấp bách và khó khăn đó, tỉnh Cao Bằng đưa ra giải pháp biệt phái giáo viên chia lửa với các trường học vùng khó. Sau khi có chủ trương của tỉnh,
nhiều giáo viên tiếng Anh và tin học ở thành phố và các địa phương khác đã tình nguyện đến hỗ trợ huyện Bảo Lâm. Hiện 34 giáo viên tăng cường đang tham gia giảng dạy tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Thời gian đến hết tháng 5 năm 2023. Và huyện cũng đã bố trí và tạo điều kiện tốt nhất cho các đồng chí giáo viên đến tăng cường tại huyện Bảo Lâm để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Và đến thời điểm hiện tại thì mọi hoạt động dạy và học đều diễn ra thuận lợi và có hiệu quả. Các thầy giáo, cô giáo thực hiện nhiệm vụ cái tăng cường đều an tâm công tác và chia sẻ những cái khó khăn đối với huyện Bảo Lâm. Mặc dù chặng đường đi dạy của các thầy cô giáo tới đây có thể xa hơn, điều kiện cơ sở vật chất nhà trường ở vùng cao không đầy đủ, nhưng với tinh thần sẻ chia, quyết tâm vượt mọi khó khăn, các giáo viên biệt phái đợt này đã hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho sự nghiệp giáo dục vùng cao của tỉnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng cao điểm về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2023, các đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp tích cực thực hiện các quy định của pháp luật, cải thiện điều kiện làm việc và quan tâm chăm lo đến công nhân lao động. Toàn tỉnh hiện có 1.770 doanh nghiệp trên 400 hợp tác xã hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng cơ bản, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, khai thác chế biến khoáng sản. Cùng với việc khôi phục kinh tế, các đơn vị sản xuất kinh doanh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2023, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp và người lao động về đầu tư, đổi mới công nghệ, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế, quan tâm tập huấn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp để đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro trong lao động sản xuất. Tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề vướng mắc, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh. Phát động và triển khai sâu rộng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân lao động, nhất là đối với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động. Tại công ty cổ phần Gang Thép, đơn vị sử dụng gần 800 công nhân lao động làm việc trực tiếp trong 5 phân xưởng sản xuất. Ngay từ đầu tháng 5, đơn vị đã phát động và ra quân thực hiện về an toàn vệ sinh lao động. Với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng nơi làm việc. Tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp kiểm soát yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm của người quản lý và công nhân lao động về tuân thủ các quy định của pháp luật an toàn vệ sinh lao động. Triển khai các chương trình hành động để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh viên và bộ máy làm công tác an toàn vệ sinh lao động, tổ chức ký giao ước thi đua đảm bảo an toàn trong các phân xưởng sản xuất. Năm nay thì có cái điểm nhấn thì là ban chỉ đạo thực hiện tổ chức cái hưởng ứng cái tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động là vào K1 ngày 5 tháng 5 tổ chức hưởng ứng tại các đơn vị sản xuất với mục đích là nâng cao ý thức của người lao động, xây dựng các quy trình vi phạm để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất cho người lao động, cũng như là cái nâng cao cái ý thức trách nhiệm của người lao động để từ đó người lao động thực hiện đảm bảo công tác an toàn xuyên suốt trong quá trình sản xuất của công ty. Ở đây có một điểm nhấn nữa là trong tháng thì vào thứ năm hàng tuần thì công ty cũng tổ chức kiểm tra và các đơn vị sản xuất cũng ra quân để tổ chức cái chăm lo cái thiết bị máy móc cũng như là cái khuôn viên cây xanh, tổ chức vệ sinh tổng thể của khu vực sản xuất.
Cùng với lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản, các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng có tính chất đặc thù, nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động, cũng đã chú ý hơn trong việc thực hiện các biện pháp và tuân thủ quy trình sản xuất, quan tâm trang bị bảo hộ lao động, nâng cấp thiết bị máy móc, cảnh báo những mối nguy hiểm tại nơi sản xuất, xây dựng các phương án ứng phó với những tình huống bất lợi xảy ra, tích cực đôn đốc, nhắc nhở công nhân lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, thưởng, ăn ca, độc hại, tạo sự gắn kết giữa người lao động với chủ sử dụng lao động. Chúng tôi cũng đã tiến hành thực hiện các cái biện pháp bảo đảm an toàn để mà trong tiến hành trong cái quá trình trước khi và trong quá trình lao động để bảo đảm là tiến hành được mọi công việc là an toàn tuyệt đối thì tất cả các cái quy định của trên thì chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc và cũng đến giờ phút này cũng đang tiến hành là lao động cũng và từ trước đến nay thì cũng bảo đảm an toàn, không có vấn đề gì xảy ra. Anh em tiến hành trực tiếp lao động ở đây thì cũng được cấp trên của công ty là cũng quan tâm về cái đời sống vật chất tinh thần đấy, về lao động thì cũng có thực hiện theo các cái chế độ quy định. Bên cạnh thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh lao động, chăm lo đến việc làm và đời sống cho công nhân, các cấp ngành cần tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các đơn vị sản xuất kinh doanh, định hướng, đề xuất các phương án chuyển đổi, khôi phục sản xuất đối với những đơn vị hoạt động kém hiệu quả. Đôn đốc thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định và đóng bảo hiểm cho người lao động. Củng cố và phát triển tổ chức công đoàn khối đơn vị ngoài quốc doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, động ngầm ngao tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh là một kiệt tác thiên nhiên hiếm có, được hình thành cách đây 300 đến 400 triệu năm trước, có chiều dài hơn 2.000 mét. Từ năm 2006, tỉnh Cao Bằng đã đưa vào khai thác du lịch tuyến thứ nhất dài gần 1.000 mét. Sau 15 năm, đến tháng 6 năm 2021, tuyến thứ hai chính thức được đưa vào khai thác, mang đến cho du khách cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo nhưng vô cùng cuốn hút bởi sự lung linh, huyền bí của muôn vàn hình khối, cảnh vật bên trong hang động, tạo nên những trải nghiệm thú vị, khó quên. Đèn chiếu, dép chống nước, áo phản quang, đó là những vật dụng cần thiết để bắt đầu hành trình thám hiểm, khám phá động ngầm ngao, nhánh bản thuôn. Trong động là một thế giới thần tiên với những nhũ thạch triệu năm tạo thành những hình dạng vô cùng độc đáo, màu sắc sáng tối khác nhau, như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Không chỉ khám phá động ngầm ngao dài gần 1 km như trước đây, tuyến thứ hai sẽ là tour du lịch mạo hiểm, trải nghiệm các cụm cảnh quan đặc sắc như chợ trời đá quý, động cảnh tiên, bông sen lớn nhất Việt Nam, cặp linh vật thiên tạo và cánh đồng ruộng bậc thang 112 bậc. Tạo hóa đã tạo nên những khối đá đủ màu sắc với những hình dạng khác nhau, với hơn 20 màu đá tự nhiên được dự đoán có thể có những loại đá quý như đá san hô đỏ hoặc ngọc hồng lựu, đá màu hồng giống thạch anh hồng, đá màu nâu giống đá mắt hổ, đá màu tím giống thạch anh tím, đá ngọc bích đen. Măng đá mọc từ dưới lên, nhũ đá từ trên các vòng đá cao rủ xuống đan xen tạo thành một mê cung kỳ diệu. Tuyến du lịch nhánh bản thuôn được sắp đặt một hệ thống chiếu sáng hiện đại cùng một số hạng mục hạ tầng phục vụ trải nghiệm đi bộ, treo mảng trên các con suối ngầm đem đến cho du khách nhiều cung bậc cảm xúc, thú vị. Để đảm bảo an toàn và thông tin liên lạc thông suốt, Ban Quản lý động đã cho lắp đặt Wi-Fi trên toàn bộ tuyến trải nghiệm. Đi vào rất là huyền bí, có rất là nhiều những cái đá mà rất là đẹp. Những cái đá đó mình có thể tưởng tượng ra rất là nhiều hình ảnh khác nhau, mang đến cho mình một cái trải nghiệm rất là thú vị tại động ngầm ngao. Mình cảm thấy là lúc mà mới vào á, thì cũng vẫn còn bỡ ngỡ. Những cái đường đá nó rất là khó đi, nó cũng hơi khó đi á, nhưng mà đi một hồi rồi cũng quen. Lúc đầu thì cũng hơi sợ hãi, nhưng mà được sự hướng dẫn của các bạn hướng dẫn viên và mình sẽ cảm thấy một cái trải nghiệm rất là an toàn và hấp dẫn.
Càng đi sâu vào trong lòng động, vẻ đẹp càng lung linh, quyến rũ. Trải nghiệm đi dạo bằng thuyền giữa lòng hàng động, đi qua bông sen đá chiều cao 12 mét, đường kính 50 mét với 119 cánh sen sẽ đem lại cho du khách cảm giác thích thú. Tất cả tác phẩm tự nhiên trong động Ngầm Ngao đến nay còn nguyên vẹn, gần như không có bất cứ sự tác động nào của con người tới cảnh quan nơi đây. Và đó chính là yếu tố đặc sắc của động Ngầm Ngao, một thắng cảnh tuyệt mỹ. Vâng, ở ngay trước mặt quý khách đây có một khu vực bồng lai tiên cảnh ở ngay trước mặt quý khách đây ạ. Vừa nãy em cũng vừa giới thiệu cho quý đoàn khách mình là có Quan Thế Âm Bồ Tát và Phật tử Như Lai khu vực này. Thế và ngay trước mặt quý khách đây có một cái vị thần đang choàng áo dài đến gót chân đây ạ. Tượng trưng là các vị thần tiên trên trời nói chung ở ngay trước mặt quý khách đây. Mới đặt tên là khu vực bồng lai tiên cảnh ở ngay trước mặt quý khách đây nha. Quý vị tham quan chỗ khu vực bồng lai tiên cảnh rồi, quý đoàn khách mình sẽ tiếp tục di chuyển qua bên này để tham quan những cảnh đẹp tiếp theo. Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, tuyến du lịch trải nghiệm nhánh Bản Thuôn đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm vẻ đẹp huyền ảo với những khối thạch nhũ và măng đá có hình thù độc đáo. Cũng được một năm là đưa vào khai thác. Thì từ cái đưa vào khai thác, vì đây cũng là một lĩnh vực mới, thì công ty vừa làm vừa đúc rút, vừa thống kê vừa đúc rút kinh nghiệm, thì qua đó thì công ty cũng đã và đang là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền quảng bá trên các cái phương tiện thông tin đại chúng như báo đài của trung ương cũng như địa phương và các trang mạng xã hội cũng như là các cái fanpage rồi website của công ty để giới thiệu quảng bá cho các cái du khách trong và ngoài nước biết đến. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để cái tuyến này thì nó càng ngày càng được hoàn thiện và du khách đến để trải nghiệm nó được coi như là hài lòng nhất, cho mang đến sự hài lòng nhất cho du khách. Thì công ty cũng đã và đang tăng cường và bồi dưỡng cái nghiệp vụ hướng dẫn viên và cái thuyết minh viên để làm sao để lan tỏa nó đi vào chuyên nghiệp. Thì tất cả ở trung tâm động Ngầm Ngao ở đây hiện tại đang có 16 người nhân viên là có thẻ hướng dẫn viên nội địa và quốc tế, thì để đáp ứng đủ cho du khách đến tham quan trải nghiệm tại động Ngầm Ngao. Với sản phẩm du lịch độc đáo này khiến cho lượng khách đến với Trùng Khánh nói riêng và Cao Bằng nói chung tăng lên trong những năm trở lại đây, là động lực để đưa Cao Bằng trở thành một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch. Lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh đang làm nhiệm vụ tại khu vực xóm 5 Phong 3, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, phát hiện 3 xe ô tô tải đang vận chuyển 150 con trâu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, xung quanh thùng xe có hiện tượng chảy nước, chất thải gia súc. Một xe trên cửa sau thùng xe không chỉ niêm phong kiểm dịch. Người điều khiển phương tiện không cho lực lượng chức năng hạ hàng để kiểm tra, xác định số lượng, chủng loại. Chủ hàng không phối hợp với cơ quan công an để giải quyết vụ việc. Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định tạm giữ 3 phương tiện trên để tiếp tục xác minh nguồn gốc, chủ sở hữu và làm rõ mục đích vận chuyển, tiêu thụ. Kho bạc nhà nước Cao Bằng vừa tổ chức giải bóng chuyển hơi kỷ niệm ngày truyền thống kho bạc nhà nước. Tham gia có 12 đội bóng đến từ 9 kho bạc nhà nước huyện và công đoàn thành viên văn phòng kho bạc nhà nước Cao Bằng. Đây là hoạt động thể thao có ý nghĩa thiết thực, phát huy truyền thống tốt đẹp của hệ thống kho bạc nhà nước nói chung và của kho bạc nhà nước Cao Bằng nói riêng. Giải bóng chuyền hơi kho bạc nhà nước Cao Bằng là dịp để các vận động viên được giao lưu học tập kinh nghiệm trong công việc cũng như trong các hoạt động phong trào khác. Giải cũng tuyển chọn bồi dưỡng các vận động viên xuất sắc là hạt giống tham gia các giải của ngành và của địa phương. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị kho bạc nhà nước trong tỉnh học hỏi, trao đổi, phối hợp trong công tác, góp phần nâng cao hơn nữa trình độ mọi mặt của đội ngũ công chức, người lao động. Chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.